Trong ngày 2 và 3 tháng 10 nhằm 30 tháng 8 và mùng 1 tháng 9 năm Giáp Thìn, tại trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Lựu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đã trang trọng tổ chức lễ dỗ bà Nguyễn Thị Lựu lần thứ 36. Tại đây, đại diện lãnh đạo nguyên lãnh đạo sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, thành phố Cao Lãnh, phường 4, họ tộc bà Nguyễn Thị Lựu cùng thầy cô giáo và học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Lựu đã đến dự và thành kính dân hương tưởng nhớ công lao của bà Nguyễn Thị Lựu, người nữ cán bộ Trung Kiên. Bà Nguyễn Thị Lựu còn được gọi là Tám Lựu, tên thật là Đỗ Thị Thưởng, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1909 tại làng Quà An, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, nay là thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân, bà sớm có tinh thần yêu nước, giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội cuối năm 1928 từng giữ nhiều trọng trách quan trọng và là một trong những thành viên sáng lập Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Bà mất vào ngày 11 tháng 10 năm 1988, nhằm ngày mùng 1 tháng 9 năm Mậu Thìn, được an táng tại Nghĩa Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Lựu trao tặng 10 suất học bổng Nguyễn Thị Lựu, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh vừa khó học giỏi.